Quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phòng chống sốt xuất huyết trong đại dịch Covid-19, những sai lầm cần tránh. Phòng Covid-19 nhưng cũng không nên chủ quan với cúm. Mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chứng say nắng, say nóng và cách xử trí. Mục cẩm nang y học hôm nay là cách điều trị phục hồi đột quỵ não bằng phương pháp không dùng thuốc. Câu chuyện y tế cuối chương trình sẽ là câu chuyện nhập trường an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bản tin. Lo lắng trước sự lây nhiễm của Covid-19, nhiều người có triệu chứng của sốt xuất huyết, sốt, đau mọi người đã không dám tới bệnh viện để thăm khám và điều trị hoặc chỉ đi khám sàng lọc Covid. Đây là một trong những sai lầm thường gặp của người dân hiện nay trước nguy cơ dịch chồng dịch của Covid-19 và sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Sốt xuất huyết và Covid-19 đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch do virus gây ra. Tuy nhiên, đây là hai bệnh có yếu tố dịch tễ và đường lây truyền cũng như bệnh cảnh hoàn toàn khác nhau. Sai lầm đáng tiếc mà người dân và nhân viên y tế mắc phải trong việc chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tại Hưng Yên, tuy chưa có bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, song các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chủ động phòng chống, không để dịch sốt xuất huyết như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để tránh muỗi vào đẻ trứng, thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà, dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến để tránh nước ứ đọng. Sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng sẽ giúp hạn chế nơi trú ẩn của muỗi. Đối với những dụng cụ chứa nước như khay nước, tủ đá, bát nước, kê chạn hoặc tủ đựng chén bát thì người dân có thể cho muối hoặc dầu ăn vào nước sẽ khiến cho muỗi không thể đẻ trứng. Phát quang cây cối, xử lý nguồn nước, khơi thông cống rãnh. Đeo khẩu trang là biện pháp cần thiết để chủ động phòng chống Covid-19. Thế nhưng hiện nay lại đang tái diễn tình trạng khẩu trang y tế đã qua sử dụng bị vứt bỏ bừa bãi không đúng nơi quy định, làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được trên đường Tô Hiệu, phường Yên Nam, thành phố Hưng Yên. Khẩu trang y tế vứt rải rác trên vỉa hè, cách vài mét lại xuất hiện một chiếc khẩu trang vương ở lòng đường. Tại nhiều đường phố khác của thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi ở mặt đường, vỉa hè, miệng hố ga, công viên. Không chỉ gây mất mỹ quan đường phố, theo các chuyên gia y tế, hành động này còn tiềm ẩn nguy cơ khiến các loại virus và mầm bệnh phát tán ra môi trường. Hành vi vứt khẩu trang bừa bãi ra nơi công cộng có thể bị phạt hành chính lên tới 5-7 triệu đồng, theo quy định tại Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Người dân có thể thay thế việc dùng khẩu trang y tế bằng khẩu trang vải sử dụng nhiều lần, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả lại vừa giảm thiểu lượng rác thải xả ra môi trường. Qua thời gian đóng cửa thực hiện theo công văn số 1336 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên về việc triển khai ngay các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, sau khi nhận được thông tin có công dân đã tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, nhà hàng Sen Đồng đã kết thúc thời gian cách ly y tế và mở cửa trở lại bắt đầu từ ngày 7 tháng 9. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Lam Sơn đã ra quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với nhà hàng Sen Đồng, nơi có bệnh nhân dương tính với Covid-19 từng đến sử dụng dịch vụ ăn uống. Sau khi các xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính và hết thời hạn cách ly y tế, nhà hàng Sen Đồng đã chính thức mở cửa trở lại theo tinh thần chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc vừa ổn định phát triển kinh tế vừa quyết liệt phòng chống dịch. Để hoạt động trở lại an toàn, nhà hàng đã thực hiện đầy đủ nghiêm túc các bước phòng chống dịch như lau chùi, sát khuẩn toàn bộ phòng ăn, nhân viên phải đeo khẩu trang, khách ra vào phải sát khuẩn tay bằng dung dịch và đo thân nhiệt. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường khiến cho cơ thể không thích ứng kịp. Khi đó hệ miễn dịch bị suy yếu đi khiến virus dễ xâm nhập và gây bệnh. Vì vậy thời điểm này, ngoài việc lưu ý phòng Covid-19 thì người dân cũng không nên chủ quan với bệnh cúm. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là do các chủng virus cúm A, H3N2, cúm A, H1N1, cúm B và cúm C. Tuy là bệnh lành tính, nhưng đặc biệt với những người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch, thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Biện pháp tốt nhất để phòng cúm, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay là tiêm phòng vaccine. Do cúm có nhiều triệu chứng giống với Covid-19 nên khi các biểu hiện bệnh không nên tự mua thuốc mà cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác. Với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với những bệnh nhân nghèo, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã thành lập mô hình tủ bánh mì từ thiện.
Thứ hai hàng tuần, 200 ổ bánh mì miễn phí được đưa vào trong tủ bánh mì từ thiện đặt tại sảnh chính của bệnh viện. Với tinh thần ai cần xin cứ lấy, ai không cần để phần cho người khác. Với nhiều người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã tới lấy bánh mì cho bữa ăn sáng của mình. Một ổ bánh mì, giá trị tuy không lớn nhưng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ quan tâm tới những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ huy động các nguồn lực xã hội để có thể nâng số ngày phục vụ bánh mì miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa nắng nóng. Không chỉ có biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu mà còn có thể gây đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời, có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục, thậm chí tử vong. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ Vũ Quang Trung, khoa khám bệnh cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ có cuộc trao đổi giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình trạng này, cũng như cách xử trí khi có người bị say nắng, say nóng. Xin chào bác sĩ ạ. Rất vui được gặp bác sĩ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết chứng say nắng, say nóng là gì ạ? Vâng, chào chị ạ. Kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Hưng Yên ạ. Chứng say nắng mình có thể hiểu ngắn gọn, nó là một cái tình trạng mất khả năng giữ thăng bằng nhiệt độ của cơ thể, nó làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao và khi đó nó sẽ rối loạn những cái hoạt động của các cơ quan của bao gồm não, tim mạch rồi hô hấp và thận, rồi tóm lại là tất cả các cơ quan của cơ thể. Khi bị say nắng thường có những biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ? Biểu hiện của say nắng thì nó sẽ phụ thuộc vào tùy từng mức độ. Có thể đầu tiên này là sẽ làm mệt mỏi, bủn rủn chân tay, bệnh nhân và nặng nên có thể cảm giác hồi hộp chống ngực, tim đập nhanh, có thể là thở nhanh và có thể vã mồ hôi rất là nhiều. Và giai đoạn sau đó thì khi mà cơ thể mất nước quá nhiều thì sẽ không còn khả năng ra mồ hôi nữa và lúc đấy da bệnh nhân sẽ rất là nóng, có thể đỏ da, đỏ bừng người. Và có nặng nhất thì bệnh nhân có thể ý thức lú lẫn, lơ mơ, hôn mê và thậm chí có thể co giật. Vậy khi có người bị say nắng, chúng ta cần xử trí như thế nào thưa bác sĩ? Đầu tiên chúng ta phải đưa nạn nhân vào trong cái khu vực râm mát và thông thoáng. Thứ hai là mình sẽ nhanh chóng mình cởi bỏ bớt quần áo của nạn nhân. Nạn nhân vẫn tỉnh táo thì chúng ta sẽ cho nạn nhân uống các dung dịch nước bù điện giải chẳng hạn như Orezone. Còn nếu không thì có thể dùng nước thường cũng được. Lưu ý là nên dùng nước mát. Thứ tiếp theo là chúng ta sẽ lấy nước mát hoặc là khăn mà mình bọc đá lạnh bên trong, chú ý là không để lạnh quá kẻo sẽ bị bỏng nhiệt, và mình chườm các vị trí, một số vị trí của cơ thể chẳng hạn như là nách, là bẹn, là cổ. Còn nếu nạn nhân mà có biểu hiện co giật thì chúng ta sẽ phải đặt nạn nhân nằm nghiêng về một bên để tránh trường hợp khi mà nạn nhân nôn thì sẽ có thể hít sặc cái chất nôn đó vào phổi, nó gây viêm phổi và suy hô hấp. Đấy là những xử trí ban đầu khi mà tiếp cận một nạn nhân bị say nắng say nóng, và đồng thời song song với đó là chúng ta sẽ liên hệ với bệnh viện và vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Cuối cùng thì bác sĩ có thể đưa ra một số lưu ý giúp cho người dân có thể phòng tránh say nắng say nóng hiệu quả. Một số lưu ý để chúng ta có thể phòng tránh được cái tình trạng này. Thứ nhất là khi mà mình làm việc sinh hoạt dưới môi trường nắng nóng thì mình nên lựa chọn trang phục hợp lý. Trang phục thì mặc quần áo dài tay, che kín được người, đội mũ rộng vành, nhưng phải đảm bảo làm sao để thông thoáng chứ không nên mặc quần áo quá dày, quá nóng bức. Chúng ta tránh được nắng nóng nhưng chúng ta lại vô hình dung làm cho cơ thể giữ nhiệt không thoát được nhiệt, nó sẽ gây tình trạng đó. Không nên làm việc liên tục, khi đó chúng ta nên làm khoảng 1 đến 2 tiếng rồi sau đó chúng ta lại nghỉ khoảng 15-30 phút rồi chúng ta lại tiếp tục làm. Và trong thời gian nghỉ giữa giờ đó thì chúng ta nên bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể. Xin cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi rất hữu ích này ạ. Phục hồi sau đột quỵ não, bên cạnh việc điều trị bằng y học hiện đại, thì việc kết hợp can thiệp bằng y học cổ truyền cũng đem lại những hiệu quả rất tích cực cho người bệnh. Các phương pháp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, kết hợp bài tập phục hồi chức năng sẽ giúp bệnh nhân sớm cải thiện và phục hồi các rối loạn chức năng. Trong một cẩm nang y học hôm nay, lương y Đỗ Văn Dũng, hội viên Hội đồng y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn phương pháp điều trị phục hồi chứng bệnh này. Hôm nay giới thiệu phương pháp chữa bệnh cái ca này là ca đột quỵ. Đây chữa trực tiếp bằng tác động cuộc sống, không dùng thuốc. Đây bệnh nhân này là bệnh nhân đột quỵ, lúc đến đây là bế lạc tiết yếm,
chữa một tháng rưỡi rồi, bây giờ người trong da rẻ ông Hà. Và hiện nay là bám tường đi lấy, để thao tác người mở cái đốt sống D2. D2 là như cái cửa nhà, nếu chữa một bệnh nhân mà không chữa rồi đây bảo này thì tất cả các năng lượng không thể bảo. Nó hiện cây lần này trong vòng 5-10 phút. Để nó mở kích thích, nó mở vậy. Xong rồi đến L3. L3 kích thích tủy sống. Xong rồi đây thì phải tác dụng lên đứng C2. Kích thích toàn bán cầu lão. Nếu bệnh nhân yếu quá không được làm C2. Xong rồi mở bán cầu não phải. Thế này nếu dùng bút diện trần thì rất nhanh, dùng tay thì đâu. Thao tác này là chỉnh khớp háng đi cho nó cân. Tại vì bệnh nhân này đang chỉnh khớp háng. Các này làm nhanh, bật dây nhanh, mà làm nó đủ với định lượng nó thì thôi, không cứ phút. Cái cơ thể người ta đang lạnh này, thì sờ nó nóng lên, dính tay thì là đủ định lượng. Mình làm nó mạnh, nó nhanh, bệnh nhân khỏe thì nó nhanh đến định lượng của nó. Còn bệnh nhân yếu mình làm nhẹ, làm mạnh nó đau không chịu được thì là rất lâu đến định lượng. Thưa quý vị và các bạn, một tựu trường với bao niềm vui, sự háo hức của hàng vạn học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên năm nay là một tựu trường đặc biệt bởi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Vậy nên làm thế nào để bắt đầu năm học mới đầy ý nghĩa mà vẫn đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu với các nhà trường. Phóng sự phản ánh tại huyện Kim Động. Sáng mùng 1 tháng 9, ngày đầu tiên các em học sinh trường trung học cơ sở Chính Nghĩa trở lại trường. Nhận thầy, nhận lớp để chuẩn bị khai giảng. Kiểm tra thân nhiệt từ cổng, đeo khẩu trang và các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 khi đến trường đã được thông báo liên tục trên loa truyền thanh của xã và các bạn học sinh đều nghiêm chỉnh chấp hành. Mọi công tác vệ sinh khử khuẩn đã được thực hiện kỹ càng từ trước đó và ngày khai giảng năm học mới sẽ được cô và trò ở đây bắt đầu theo cách riêng. Chúng tôi tổ chức lễ khai giảng ở trong lớp. Thế và riêng khối 6 đón học sinh đầu vào cùng với đại diện học sinh, chúng tôi sẽ tổ chức ngoài sân trường để đảm bảo đúng cái công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đã lập kế hoạch để thực hiện là khoảng cách mỗi một cháu là 1 mét trong lớp học. Hành trang đến trường của các bạn học sinh năm nay cũng có những khác biệt. Chúng em ở nhà đã xem trên truyền hình và đọc những thông tin trên mạng để xem diễn biến tình hình hiện tại như thế nào và khi đến trường thì thực hiện tốt những biện pháp phòng chống dịch. Ở nhà thì bố mẹ em cũng có nhắc về việc khi đi học thì phải cẩn thận và chú ý. Khi tiếp xúc với ai đó thì phải đứng giữ khoảng cách với họ để tránh nhiễm COVID-19. Với lứa tuổi mầm non và tiểu học thì các trường lại phải có những sự chuẩn bị khác. Với trường mầm non xã Đức Hợp, công tác vệ sinh được đặt lên hàng đầu. Khu nhà vệ sinh mới xây khang trang sạch sẽ, mọi công tác khử khuẩn đã hoàn thiện. Nhà trường đã triển khai tới các bậc phụ huynh bằng các cái bài tuyên truyền phát trên đài truyền thanh của xã, đưa tin từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3, sáng mùng 3 chúng tôi đón trẻ. Thế và tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, cái thứ nhất là về việc trên đường đưa con đến trường phải đeo khẩu trang. Thế và trước khi vào trường thì sẽ phải đo thân nhiệt và khử khuẩn, rửa tay và trước khi vào lớp đã trang bị cho các lớp đó là mỗi lớp là 5 chai sát khuẩn, thế và 5 bánh xà phòng và 5 bịch giấy là các cháu sử dụng trong vòng 2 tuần học đầu tiên. Tại trường tiểu học xã Hiệp Cường, không chỉ kiểm tra thân nhiệt cho các em học sinh mà ngay từ cổng đã có các thầy cô giáo kiểm tra thân nhiệt và ghi đầy đủ thông tin của tất cả mọi người khi vào trường. Và sự quan tâm lớn nhất được dành cho các bạn học sinh bắt đầu bước vào lớp 1. Nhà trường cũng đã quán triệt tới tất cả các thầy cô giáo và chuẩn bị sẵn tinh thần và các điều kiện để đón các em học sinh lớp 1. Đặc biệt là hướng dẫn các em học sinh cùng các phụ huynh học sinh. Riêng đối với lớp 1 thì nhà trường lại hướng dẫn riêng đối với cả phụ huynh học sinh trước khi có buổi tập trung tiệu trường ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, các nhà trường thì đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố để phòng chống dịch bệnh để làm sao đảm bảo cho các em đến trường được một cách an toàn nhất. Và điều còn lại chính là sự phối hợp của các bậc phụ huynh và các cấp các ngành. Và quý vị và các bạn khi đến trường học thì hãy luôn nhớ rằng kiểm tra thân nhiệt và không bao giờ được bỏ khẩu trang. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.